xin kính chào quý thầy cô cùng quý vị khán giả. Con tên Nguyễn Trung Hậu, năm nay con được 12 tuổi. Con đến từ An Giang, hôm nay con xin trình bày ca khúc An Giang quê em. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Cho Trung Hậu. Xin mời ý kiến của các thầy cô. Cô Tú My trước nha. Cô rất là thích cái màu giọng của con, rất là vang, rất là sáng. Và con hát ca cổ, đặc biệt là xử lý rất là tinh tế. Một cái nữa là cô yêu cái mộc mạc trong con người của con. Con bước ra, con mặc bộ đồ áo sơ mi, quần tây thôi, nhưng mà cô thương vì cái điều đó.
cô rất là quý. Về đội của cô đi, cô sẽ có những cái bản phối phù hợp với con. Phù hợp với con. Và cô còn có phòng thu âm nữa. Con hãy về đội của cô sẽ thu âm những ca khúc mà con yêu thích con nha. Rồi, lời dụ dỗ của lớp học bên này đã hết. Bây giờ con lắng nghe lời dụ dỗ của lớp học bên này, xin mời. Nói gì lời dụ dỗ thế ghê quá à. Nói vậy để cho người ta biết dụ thiệt mà. Lời thuyết phục. À, thuyết phục. Anh Đại hiền à. Lắm. Không, thật sự thì thầy Đại rất là thích cái sự mộc mạc của con khi mà con trình bày cái bài vọng cổ này, hát một cách rất là tự nhiên. Và thầy Đại chỉ tiếc cho con là cái bài vọng cổ thì cái phần quan trọng nhất là vô vọng cổ. Thì cái phần đó con lại bị điểm trừ. Con không có nghe kỹ cái dây để mà con hát cho 9 dây. Nên con hát bị trên dây một xíu. Nhưng mà sau cái phần con xuống vọng cổ xong là từ cái đoạn sau là con hát rất tốt luôn. Thành ra con phải chú ý thêm. Con chỉ cần khắc phục cái gọi là bản lĩnh sân khấu của mình. Xin được cảm ơn các thầy cô. Và bây giờ sẽ là sự quyết định của con. Con sẽ về với lớp học nào? Dạ thì con rất là yêu các cô, yêu thương các cô chú. Nhưng mà con chỉ chọn được một lớp thôi. Dạ con chọn. Chúc Đức Đại. Chúc mừng con, xin mời con về. Đau lòng quá. Rất là nhiều những chiến binh rồi, nhưng chúng ta vẫn còn những chiến binh hấp dẫn hơn nữa. Hãy cùng nhau đến với thí sinh ngay bây giờ. Xin mời. Xin được chúc mừng cho Minh Anh. Xin được cảm ơn vũ đoàn Phương Việt rất nhiều. Chị vũ đoàn, trời đất ơi. Đẹp luôn. Sanh dạ. Ra để múa hả mấy đứa? Cái giò dài, cái cưng bận áo dài, nền nã, đẹp. Con gái, con hát mà cô coi, cô không có chớp mắt một cái giây phút nào trơn. Tự nhiên nhìn con gái hát á, em nhớ cô Thu Hiền Dân... dễ sợ luôn. Không, tôi nhớ gần hơn Dân Khánh. À. Không, em thấy giống cô Thu Hiền, gương mặt tròn tròn ha, phúc hậu ha, rồi hát cái đầu hơi nghiêng nghiêng vậy nè, rồi hát mấy cái bài về con Hà ở đâu Tĩnh con quê con đâu? Dạ con ở Cần Thơ. Trời đất, trời ơi. Cần Thơ mắt kìa, con hát nhạc này ấy vậy, quẻ trời luôn. Cô nói thiệt là nãy giờ cô tưởng con ở Nghệ An không à? Trời ơi, tại vì mấy có mấy cái nhấn nhá rất là miền Trung mà tại sao con có thể hiểu được điều đó và hát rất là tốt. Có ai tập cho con không? Dạ là tại vì con rất là thích những cái dòng nhạc mà khác với cái sở trường của con. Cô chỉ tưởng là cô với chú Nghĩa bị gạt thôi, ai về cô Trang cũng bị gạt nữa. Tưởng là con ở Nghệ Tĩnh hả? Lúc mà con đi hát xong con còn đi vô cho mấy cái dòng. Cô coi con say mê luôn. Cô rất là bất ngờ con là người Cần Thơ ha. Mà quan trọng là con làm cho tất cả mọi người tin con khi con hát ở cái vùng miền đó. Còn chỉnh sửa như thế nào để con về chú Đại. Cô thấy con rất là cá tính. Cá tính ở chỗ là con muốn thể hiện một cái gì đó khác biệt. Cho nên cô nghĩ là ở con có một cái điều gì đó vô cùng là thú vị. Cho nên tiết mục của con cũng khá là đặc sắc. Chúc mừng con. Dạ, con cảm ơn cô. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Và một lần nữa xin được chúc mừng con Minh Anh. Ngày hôm nay con đã làm rất là tốt tiết mục của mình. Và chờ đợi xem tiết mục tiếp theo sẽ có điều gì hấp dẫn nhé. Xin mời. Con ơi. Ơi. Cho con tô bún riêu nha con. Rồi, con ngồi đây giúp cô nha. Đợi cô xíu nha. Rồi, cô gửi nè. Qua đây. Sao
có một hương vị rất là đặc biệt, làm con nhớ tới một người đã từng nấu cho con ăn, mà bây giờ người đó lại không còn trên đời này nữa. Ai vậy con? Đó chính là mẹ con. Cảm xúc của anh Nghĩa như thế nào ạ? Xin mời anh. Con hát hay, con có gương mặt sáng sân khấu, nhưng mà chú Nghĩa cứ cảm giác là nó bị thiếu thiếu một cái gì đó. Chắc có lẽ là cảm xúc. Chắc là nhiều khi con còn nhỏ quá, con không có phải qua những cái ngày khó khăn gian khổ, cho nên là con chưa có cái hồn, cái cảm xúc trong cái bài hát này. Ngay cả cái đầu tiên khi con thoại với cái người mẹ đó, chú Nghĩa đã thấy nó chưa có vô rồi. Cho nên là phải chi, nếu như mà nhìn thấy được ở con cái khả năng thoại nó còn hạn chế đó, thì mình bớt cho con thoại lại. Ví dụ mình cầm, mình diễn rồi mình hát thay thế nào đó để mình che đi những cái phần nào còn hạn chế thiếu sót của con. Lần sau rút kinh nghiệm, đừng có con đừng nói gì trơn trọi á. Mẹ gánh ngang vậy đó, cái nhìn theo cái bà bản gánh, thấy không? Nhớ mẹ mình cái hát, hiểu không? Hát xong cái bà gánh về, bà con dẫn thêm đứa con nữa. Trời ơi, cậu đi cái con dòm theo vậy là rớt nước mắt rồi. Nha con. Mình có được đi tiếp hay có đoạt giải hay không, không có quan trọng. Nhưng mà đây là những ngày tháng nó sẽ đem lại cho tụi con rất là nhiều kỷ niệm rất là đẹp. Con đồng ý với cô không? Đó, còn về cái phần cảm xúc á, đó là một con đường còn rất là dài. Bởi vì tuổi của tụi con còn nhỏ quá mà, phải hiểu hết về cái tình cảm nè. Mà bỏ tình cảm qua một bên thì phải biết diễn xuất nè, thì mới có thể tròn được những cái tiết mục này một hoàn hảo 100%. Nhưng mà chỉ để nói về cái phần hát thôi á, từ đầu cho tới đuôi đi ngọt ngào như vậy là cô cũng cảm thấy cũng là một lời khen rồi. Cho nên cô chúc mừng con nha Mai Anh. Xin được cảm ơn ban giám khảo. Ngay bây giờ tiếp theo sẽ có điều gì hấp dẫn, xin mời tất cả quý vị cùng khám phá. Xin mời.
lời chúc mừng cho Ngọc Thảo. Cảm ơn sự hỗ trợ của hai bạn vũ công trong Hội đoàn Gió Việt. Đây là Ngọc Thảo, 11 tuổi thôi, và thí sinh này đến từ lớp học của cô Tú My và cô Huỳnh Mến. Dạ, xin mời cô Trang. Con hát thể loại dân ca thì con ngân nhẹ lại chút xíu. Đúng rồi đó. Cái âm cao của con á, gọn lại chút xíu. Con có cái lợi thế là âm cao của con rất là sáng. Đó là cái ưu điểm của mình. Nhưng mà cần rèn giũa thêm nha Tố My. Rèn giũa thêm để làm gì? Để âm thanh sẵn có của mình đẹp hơn nha con. Tuy nhiên cái ca khúc này con hát khá là chín mùi á, cho nên đó cũng là một cái điểm cộng dành cho con. Chúc mừng con. Con có được cái là một cái chất giọng con rất là sáng, mà con hát nghe nó lanh lảnh vậy đó. Mà nó mộc mộc sao á. Nó lanh lảnh, nó hay, nó bắt lỗ tai người nghe lắm. Nhưng mà cái phần đúng là cái phần ngân của con á, nó hơi nhiều. Cái giọng ngân của con rất là tốt, nhưng mà cái chỗ nào mình cần ngân thì hãy ngân, chứ không phải câu nào mình cũng ngân, câu nào mình cũng rung thì đâm ra nó bị nhàm, thấy không? Cái đó là cái độc đáo của mình, để đúng cái chỗ đó, đúng cái đó thì mình rung bạc thì đã. Chứ còn giờ câu nào cũng rung bạc, ta tưởng mình bị trúng gió. Và anh biết sao không? Tại bản thân của bé, cái chất giọng bé quá ngọt, và cứ hở ra là bé rung, bé ngân kéo từ Hà Nội cho tới Cà Mau vậy đó. Ủa, em tiết chế lắm rồi đó. Với lại về một cái nữa, ở cái phần biểu diễn á, vì lúc con diễn á, nhiều khi con minh họa, thành ra mình thấy con hồn nhiên, thấy con ngô nghê, lại trời cái con cuối còn lại khán giả cái vậy đó. Ở đây á, chú Nghĩa cảm giác con và cái câu chuyện của hai mẹ con bà Năm này nè, nó không có ăn nhập với nhau, nó không có liên quan với nhau. Cảm giác giống như cái câu chuyện này là một cái câu chuyện diễn, bên đây là con hát, bên đây là cái chuyện của con, không ai kết nối với ai hết. Bé còn hạn chế về diễn xuất lắm. Okay. Sẽ cố gắng hơn nếu mình được đi tiếp. Dạ. Chúc mừng một con. Tràng hỗ tay cho ba giám khảo và cả Ngọc Thảo nữa. Chúc mừng con. Và tiết mục tiếp theo sẽ được trình diễn ngay bây giờ trên sân khấu. Xin mời. Và lần đây, hương hương của chúng ta sẽ quay trở lại với thử tài siêu nhí vòng bán kết như thế nào. Hãy cùng nhau theo dõi. Xin mời. Không. Sao vậy? Sinh nhật của công chúa gì mà buồn hiu à. Không có ông bà nội, không có gia đình bác hai, và không có mẹ nữa, sao vui? Có mà, tại vì cha không có tưởng tượng thôi. Bây giờ cha nhắm mắt lại đi, vậy cha thấy liền à. Nhắm mắt là thấy liền hả? Không có hí nha. Đó, cha thấy chưa? Ông nội nè, bà nội nè, gia đình bác hai nè, anh hai nè, mẹ nữa. À, thấy rồi, thấy. Thì là cha vui rồi đúng không? Cũng không có vui. Sao vậy? Tự nhiên sinh nhật công chúa mà bắt cha làm chú cụi. Thì cha muốn làm cái gì? Làm hằng nha. Ý, đâu có được. Cha là đàn ông, làm sao mà làm hằng nga được? Chứ sao công chúa làm hằng nga được? Tại vì công chúa đẹp, với lại công chúa là con gái nữa. Ăn gian nghỉ chơi. Thôi. Sao hôm nay sao cha buồn quá vợ? Không chơi cái đó nữa đâu. Vậy mình không chơi cái này thì mình chơi cái khác nha. Chơi gì vậy?
mình chơi làm phụ dương công chúa nha. Thích 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 làm phụ dương á, là làm phụ dương là làm cha gì được quyền ký đầu. Nhưng mà với một điều kiện, cha phải ăn hết tô cơm này. Thôi không ăn đâu. Ăn đi mà. Thôi không ăn. Ăn đi công chúa thương. Thôi cha hãy miệng ra đi. Ngán quá à. Hai phụ vương, để tô cơm xuống đây chút xíu mình ăn nha. Hay có nè, nằm đi. Im lắm đó nha. Coi vậy mà phụ vương dễ ngủ thiệt. Làm bộ á. Thôi ngủ thiệt đi. Nhưng mà lấy cái gói này ra đi, lấy gói kia đi. Chứ vậy là đau cái gói công chúa đó. Đây. Trời ơi, cái gì vậy? Hưng hưng. Dạ. Cha con đang ngủ. Quên. Sao? Trời ơi, thì sao bán trâu lòng cả buổi không thấy bay đi ngang qua bán vé số. Cái sao lo quá, sao hòa đi, sao còn... Trời đất ơi con ơi. Bây giờ là 3 giờ mấy chiều rồi mà cầm một cọc vé số, sao không đi bán đi. Hồi nãy con định trả vé số. Mà con thấy cha con sốt cao quá, con biết làm sao hết. Trời ơi, cái mặt quá kìa. Thôi, bây giờ bán kịp gì nữa. Đi ra trả đại lý đi con, sau đây sau cành ổng giùm cho, nghe. Dạ, con cảm ơn Sáu. Đi lẹ đi. Ê, quên, hưng. Dạ. Trời ơi, sao quên hỏi con nữa. Bay kêu gì sao cũng nghe, bay biểu gì sao cũng làm trơn. Tự nhiên kêu vác về cả đống rơm. Sao tưởng là hôm nay là bay là đem về để trang trí Noel. Trời ơi, tao vác về cả đống ai nhà, bay làm cái gì vậy con? Sao thông cảm đi, gia đình neo đơn mà. Để dạy cho cha con thấy ấm cúng. Trời ơi, ấm không con? Ấm. Thôi con đi trả nha. Đi trả đại lý đi. Ê. Con ngủ thiệt chưa vậy? Dạ thiệt, hồi nãy còn ngáy nữa mà. Trời ơi, hôm bữa hổm cũng bay này nhớ không? Bay nói ông ngủ rồi, sao qua sao canh nhà giùm. Trời ơi, tao đang quét nhà vậy nè. Cái ông ngộ bực vậy. Quay qua, ông nhìn thẳng vô mặt sao? Ông giật tay sao? Ông mở miệng, ông nói: Công chúa. Trời ơi, sao biết hay vậy? Thì ngày nào á, việc đầu tiên cha con thức dậy cũng đi tìm công chúa hết. Cha con thương công chúa lắm. Sáu. Hả? Sáu cầm những con cọc giấy số này Sáu. Cầm đi. Cầm nè. Rồi mỗi ngày con qua nhà Sáu con ăn cháo lòng chữ. Ủa sao vậy? Thì nãy giờ con định trả giấy số, mà Sáu đâu có cho con đi trả đâu. Thì giờ Sáu ôm giùm con chứ sao. Trời ơi, lanh quá à, lý sự quá. Thôi đi trả lại đi lẹ đi bà ơi, trễ giờ. Đi lấy lên. Dạ. Ê chết, trời sắp chuyển mưa rồi đó con, đem theo có mưa. Cháy nhà bà con ơi, gia đình tôi vợ con tôi còn ở trên gió đó. Cứu đi. Mình ơi em nè, Mình ơi. Mình ơi, đỡ lấy con Mình ơi. Mình ơi, công chúa. Đừng sợ con, đừng sợ. Công chúa với cha này cha. Công chúa được cứu sống rồi, không sao đâu. Mình. Hả? Lại đây. Lại đây nè. Sao mình gan quá vậy? Dám nhào vô lửa cứu con, rồi rủi mình có phỏng, rồi mình có cái gì thì sao? Hả? Gia đình mình không ai bị sao hết trơn là vui rồi. Cha, cha tỉnh lại đi cha. Đây là gì sao? Không phải mẹ đâu cha. Mẹ mất lâu rồi. Cha nhớ không? Cha còn nói với con á, ngày đó là ngày sinh nhật của con. Cha đi mua bánh kem, nhà mình bị cháy, mọi người đều kẹt trong đám cháy,
vì mẹ thương con mà mẹ đã mất rồi. Ủa thì đúng rồi, cha đi mua bánh kem về là phải có ông bà nội nè, gia đình bác hai nè, rồi có mẹ nữa, rồi đâu hết rồi hả? Mọi người ở đây nè cha, đây là ông nội, còn đây là bà nội, còn đây là gia đình bác hai, còn đây là anh hai, còn đây là... mình. Cha ơi, nghiện quá, con có mơ mẹ về. Mẹ nói con á là không có được khóc, con phải cười để nuôi cho cha nữa. Mẹ ơi, con thương cha lắm, mà cha cứ dậy hoài à, con không biết làm sao hết. Mẹ nói gì với cha đi mẹ. Em đi 3 năm rồi mà lòng em còn lo lắm. Mình cứ ngây ngây dại dại vậy hoài thì cuộc đời của con mình sẽ ra sao đây? Mình tỉnh lại, mình lo cho con nha mình. Hãy ráng vì con, vì con mà tỉnh lại nha mình. Mình ơi! Cha đang ở đâu đây? Chị Sáu, chị Sáu bán cháu lòng nè. Trời ơi anh Năm ơi, anh tỉnh lại anh Năm. Trời ơi, chỉ trong một đêm mà gia đình tôi đã bỏ tôi đi xa hết rồi. Cha làm con khổ nhiều lắm phải không con? Không có. 3 năm mà anh đổ bệnh, con nhỏ nó nghỉ học đi bán cái số nuôi anh đó anh Năm. Đất ruột lắm. Cha xin lỗi con, cha làm khổ con nhiều quá. Con thương cha lắm, chỉ cần cha tỉnh lại chuyện gì con cũng chịu được hết. Cha phải tỉnh, cha phải tỉnh, cha hứa cha tỉnh hơn ơi, cha tỉnh. Mọi người ơi, cha con tỉnh rồi. Cha con tỉnh rồi cô chú. Cô chú ơi, cha con tỉnh rồi. Mọi người ơi, cha con tỉnh rồi. Các bạn ơi, hôm nay Hân vui lắm. Hôm nay cha Hân tỉnh rồi. Cảm ơn các bạn suốt thời gian qua để chăm sóc cho cha Hân. Tạm biệt các bạn. Trời ơi, được rồi, đến sáng tôi dẹp hết cho, không có để cái này trong nhà nữa. Xin trân trọng và một tràng hô tay cho tiết mục của Gia Hân ngày hôm nay. Và một tràng hô tay lớn hơn nữa cho sự hỗ trợ của nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc cùng với nghệ sĩ Trang Tuyền và vũ đoàn Phương Việt. Xin được cảm ơn các nghệ sĩ rất là nhiều. Không biết là cái cảm giác của nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc khi được quay trở lại với Thử Tài Siêu Nhí và hỗ trợ cho bé Gia Hân ngày hôm nay thì cảm giác của anh như thế nào ạ? Thử Tài Siêu Nhí là một cái nơi đã cho tôi tinh thần trách nhiệm đối với nghề, đối với các thế hệ nối tiếp sau này. Tôi đã xem Thử Tài Siêu Nhí mùa 3 và tôi thấy bé có những cái điều làm cho chính bản thân tôi cảm thấy là tôi thán phục bởi những bạn trẻ mà yêu nghề và bạn đến với cái con đường nghệ thuật bằng cả cái sự hồn nhiên trong sáng, và bên cạnh đó là một cô bé thật là thông minh, làm cho tôi cảm thấy rất là xúc động. Xin được cảm ơn nghệ sĩ Hữu Quốc rất là nhiều. Còn Trang Tuyền thì sao? Hình như là cũng đồng hành với Gia Hân rồi đúng không? Thực sự là mỗi lần nhìn Gia Hân thì giống như là mình hồi xưa vậy. Cái nghệ thuật nó nằm ở trong á. Nhưng mà em thì không có được cơ hội là từ hồi nhỏ, cho nên là nhìn thấy Gia Hân là thấy vui. Xin được cảm ơn sự hỗ trợ của các nghệ sĩ. Một tràng hỗ tay cho nghệ sĩ Hữu Quốc và Trang Tuyền. Bây giờ mình lắng nghe ý kiến của ban giám khảo nha. Dạ. Xin mời anh Đại Nghĩa trước ạ.
Hôm nay con quá may mắn khi cái vòng thi quan trọng này con lại được sự hỗ trợ từ một bậc thầy có thể nói là rất là giỏi trong cái việc dẫn dắt cảm xúc của người xem, đó là nghệ sĩ Hữu Quốc. Còn bé Gia Hân, một cô bé còn nhỏ như vậy mà con sống với nhân vật của con, nó như là chính bản thân con vậy. Nó thật trong trẻo, nó nhẹ nhàng, nó không một chút gì gọi là lên gân hay là mình phải cố gắng để mình diễn cho ra cái sự dễ thương. Tất cả một cái nó xuất phát từ trái tim. Mà cái điều này nó rất là quan trọng với một người làm nghệ thuật. Nó chính là cảm xúc. Nếu như chúng ta thật sự không có cảm xúc với cái vai diễn của mình, với những điều mình đang làm trên sân khấu, thì chắc chắn là cái cảm xúc nó sẽ không bao giờ nó truyền tải được tới người xem. Dù cho trên sân khấu mình có gào, có thét, có khóc, có la cỡ nào đi chăng nữa thì cũng như vậy thôi. Và con thì một cô bé còn quá nhỏ, mà con đã làm điều này như hơi thở của chính mình. Chú chúc mừng con điều đó. Cảm ơn con rất nhiều đã mang đến cho chú cũng như tất cả mọi người những cái cảm xúc nó đông đầy và nó ngọt ngào như thế trong cái câu chuyện vừa rồi. Cảm ơn chú Đại Nghĩa. Cảm ơn chú. Tiếp theo xin mời cô Việt Hương ạ. Khi mà chú Hữu Quốc vừa bước ra, cô rất lo. Chú có cái bản năng sân khấu riêng và chuyên trị những cái vai như thế này. Nhưng mà con hoàn toàn lướt luôn. Con cứ nhẹ nhàng đi tới đi tới. Cô chỉ sợ con làm nó dư hoặc nó thiếu thì nó sẽ không hay. Nhưng mà con làm vừa đều vừa đủ, giống như trong một cái vở kịch nó không có bị một cái miếng nào dư lố. Con là một đứa bé có khả năng bẩm sinh. Vào chương trình này con không bị các cô chú ép thành người diễn viên. Cứ thả lỏng từ đầu mùa tới bây giờ. Cô Việt Hương coi con hồi đầu không đậm lắm, càng ngày càng đậm, càng đậm, càng đậm. Và vào tới đây, ngày hôm nay kỹ thuật phải rất cao để vừa tầm với chú Hữu Quốc là không phải chuyện thường. Thì con làm cho cô Việt Hương rất là nhẹ nhàng để bước vào. Nói chung là tiết mục này không nói gì được nữa hết. Rất là xúc động, rất là nhẹ nhàng. Còn cô Đăng Trang thì sao ạ? Xin mời cô. Cũng như là tất cả quý vị khán giả của Thử Tài Siêu Nhí biết là nghệ sĩ Hữu Quốc rất là quen thuộc với chương trình này. Nhất là trong mùa 1 là với vai trò một ông năm mà để cho bao nhiêu khán giả nhớ tới. Với con ngày hôm nay, kịch bản rất là gãy gọn, rất là tốt. Và cô cảm thấy con rất là thông minh. Con chưa bao giờ rớt nhịp trong tất cả các vai diễn của con. Trong chương trình này con giữ phong độ rất ổn định. Và ngay cả khi mà con nói bị lấp, cái chỗ mà đưa cái vé số đi ra trả về đó, con nói lấp nhưng con vẫn rất bình tĩnh để mà con điều chỉnh nó một cách vô cùng là chân thật. Cho nên cô cảm thấy bé Hân là một trong những nhân tố cực kỳ hiếm hoi của không chỉ Thử Tài Siêu Nhí mà cho làng kịch của Việt Nam. Xin chúc mừng con. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Hồi nãy trong vở kịch của con có một cái chi tiết là hôm nay là sinh nhật của con đó, ba con đi mua bánh sinh nhật cho con đó. Thì hôm nay cũng chính là ngày sinh nhật của thầy Quốc Đại của con. Hãy tới ôm thầy và hôn thầy một cái. Nào. Rất là áp lực bởi vì tập ca cho con là một cả một cái quá trình rất là gay go. Và hôm nay là thầy cảm thấy là tự hào về con. Ở cái vòng này thì thầy đã nghĩ là mọi người sẽ làm rất là hoành tráng và dữ dội. Nên thầy đại sợ và cũng làm cho con một cái chiều sâu nhiều. Không may cho con là hôm nay là cái ngày thi rất là nhiều của con ở học kỳ. Và sáng con đã đi thi, rồi chiều con đi thi. Hôm nay là con phải thi tới 3 môn. Và con vừa tới đây lúc khi mà tiết mục thứ tư thì con mới tới đây được. Và con chuẩn bị thầy rất là lo bởi vì sợ là cái tâm lý con không có đủ. Nhưng mà thầy cảm ơn con rất nhiều. Coi như ngày hôm nay đây là một món quà dành tặng cho thầy Quốc Đại ha. Và chúc cho thầy sẽ có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều sự hạnh phúc và đặc biệt là niềm tin vào các con. Thôi vô trong, chờ kết quả của ban giám khảo con nha. Vỗ tay cho em vô. Thank you.
danh thơm ngoài cõi tiếng đồn, trong y cùng sinh thấy một thu có đôi ngàn bầu trời cảnh phận. Hoa,
chiếc lồ mây nặng chiếu lưng đeo. Một tràng pháo tay cho Phương Nhi. Xin được cảm ơn vũ đoàn Phương Việt. Ngày hôm nay con giống như một chú tắc kè hoa gì đó, biến hóa rất là khôn lường. Không biết là ban giám khảo đang cảm giác như thế nào. Đầu tiên chắc là mời cô Đoan Trang nha. Chúc mừng con với một tác phẩm rất là đẹp, rất là chất lượng. Ngay từ đầu cô đã rất là ấn tượng với con, bởi vì cô biết con là một cô bé có nội lực. Giọng hát của con rất là đa dạng. Con có đánh đàn tơ rưng rồi đúng không? Con có hát hồ quảng nè, hát nhạc pop, hát dân gian. Hôm nay lại là cái ngày rất là quan trọng cho con, là con phải lội ngược dòng. Và cô thấy ở trong con người con toát ra một cái tinh thần rất là tự tin, rất điềm đạm. Cô Đôi Thượng Ngàn không phải là một tiết mục dễ để mà thể hiện đâu. Và thêm một lần nữa, thầy Quốc Đại rất là đầu tư cho con. Tất cả mọi thứ rất đẹp. Bản thân con không cần làm gì nhiều hết. Đứng trên cái tảng đá kia, với cái quạt, với ánh mắt thần thái và với giọng hát của con, cô đánh giá đây là một tiết mục rất rất thành công. Chúc mừng bé Phương Nhi. Xin cảm ơn cô. Cô Dạy Khương thích nhất là cái câu cuối đó. Lúc mà con xòe cái quạt lên, con xa giá hồi cung nha. Chứ cỡ cô Dạy Khương là nó cho vô lãnh cung rồi. Chịu. Mình hát nghề 20 mấy, gần 30 năm, chưa bao giờ có được cái sân khấu đẹp như vậy, sang như vậy. Nhưng đây có phải là thế mạnh của con không? Dạ, đây là lần đầu tiên con hát văn ạ. Thật sự thì Đại có hỏi con rằng ở một cái thể loại dân gian nào mà con rất là thích mà con chưa thử không? Thì nó dạ con rất là thích bài Cô Đôi Thượng Ngàn. Đắn đo suy nghĩ rất là nhiều, bởi vì cũng có nhiều bạn đã thể hiện rồi. Và phải làm như thế nào để cho con phải mới. Buộc con tự tập rồi trả bài cho thầy. Nếu thầy cảm thấy nó tấu điểm thôi thì thầy sẽ chuốt thêm và thầy mới quyết định cho con làm. Thì khi mà trả bài thì Quốc Đại nghĩ rằng đây là sẽ một cái bài rất là tốt cho bé và rất là hợp với giọng bé nữa. Thì dạ. Và đây là ca khúc mà Quốc Đại đã chuẩn bị cho con. Cô Diệp Hương được làm quen với cái này từ hồi xưa cô, cho nên cô biết được ngoài phủ thật á là cô đã xem rồi. Và cô Diệp Hương có quen với một người anh chuyên môn đi hầu, là cô Diệp Hương đi theo để xin lọc. Mỗi một giá này lên á là rất là quan trọng. Tại vì cô rất là đẹp, nãy thần thái con sang trọng, con đẹp lắm, thích vô cùng luôn. Hết giá con đi về đó, xa giá hồi cung con cứ về. Trời ơi sao con đẹp, chịu quá con ơi, ai cho rớt giết nữa. Trời ơi gì vậy, bữa nay phải chọn có hai tiết mục thôi đó. Mà vui nhất là lát hai người này giết lại tôi nè. Anh Đại Nghĩa, chú Nghĩa rất thích cái giọng của con trong cái bài hát này. Nó trong veo mà nó rất là sắc nét. Con hát đúng nhịp vô cùng, không có sai trật một chút nào cả. Nó mượt, nó ngọt ngào, nó hay vô cùng luôn. Ngay cái câu cuối cùng, xe loan thánh giá hồi cung cũng vậy. Một cái kết thật là đẹp cho cái tiết mục của con. Trong một cái chương trình thi á, thì quán quân chỉ có một thôi. Nhưng mà tất cả các thí sinh, nếu như may mắn chúng ta sẽ có được một tiết mục nào đó như là một cái dấu mốc, một cái đóng đinh thật là mạnh với chương trình, thì đây là cái dấu mốc của con đậm nhất trong chương trình từ đầu đến bây giờ. Và con cảm ơn ban giám khảo và tất cả mọi người đã xem tiết mục của con và những lời nhận xét của ban giám khảo đã dành cho con. Trời ơi, đẹp và còn khéo nữa, hát thì hay nữa. Chúc mừng con với tiết mục này. Một tràng pháo tay cho Phương Nhi. Còn bao nhiêu lần mẹ nằm gần ôm con, còn bao nhiêu lần được dịu dàng cha hôn, còn bao nhiêu lần nữa. Thank you.
chiều đông. Chiều nay nhớ giọng cha khàn khàn giữa tiếng thở ra. Ngày nào tụm bốn tụm ba giờ xa nhà, con thấy nhớ nồi cơm mẹ nấu sức nước mùi thơm. Bao nhiêu lần được dịu dàng tra hôn, còn bao nhiêu lần nữa, bao nhiêu thời gian, ai hôn con, ai ôm con vào lòng. Rồi mai con về nhà mình lại vui ghê, tìm nơi yên bình giữa dòng đời bộn bề. Là nói có mẹ cha, có tình thương quê nhà. Và xin chào một tràng hô tay cho Đức Thành. Dạ. Biết thắng thua làm sao, nhưng tôi biết là suốt cái cuộc đời này anh sẽ rất là kỷ niệm khi mà hàng con trai mình đứng trên đó hát với cái số tuổi này và chạy xuống tặng cho anh cái bông. Thì tôi nói thiệt với anh, nó đã vô cùng và nó là kỷ niệm suốt suốt luôn. Tôi nghĩ là đây là cái kỷ niệm đẹp nhất đối với cái bậc làm cha mẹ nha anh. Rất là hạnh phúc. Có thể là bao nhiêu mồ hôi công sức để mà chăm cho con, nhưng bây giờ cảm thấy cái điều đó là nó trên cả tuyệt vời nè. Bởi vì cái điều mình mong muốn với con là nó chỉ cần trưởng thành thôi, nhưng bây giờ thấy con là đã làm cho mình hãnh diện nè. Và cũng rất mong là con nó tiếp tục phát huy cái tinh thần này và sẽ luôn nghĩ về ba mẹ khi nó trưởng thành. Dạ, xin được cảm ơn sự hiện diện và đồng hành của anh. Sao con khóc? Tại ai làm ca khúc này rất là hay và con rất là thương ba. Hãy đón nhận sự nhận xét của ban giám khảo nha. Ai làm hòa âm bài này cho con? Dạ, người đã hòa âm cho bài này cho con là thầy Biển. Dạ. Một phần con thành công là con phải cảm ơn bài hòa âm và cảm ơn band với của con nha. Con có một cái phong cách biểu diễn lúc mà con hát cái tay con quơ quơ cái chân con nhịp á, con giống chú Quang Dũng á, hợp lý, dàn dựng đẹp nữa. Cảm ơn rất nhiều vì sự chỉnh chu của mọi người. Cảm ơn màn hình LED, có thể là cái màu của cha mẹ một thời gian sẽ mất đi, nó sẽ là màu đen trắng trong lòng mình thôi. Cái sự hiện diện, cái tình cảm đó nó giống như cho mà không bao giờ được nhìn nhận. Quên luôn cảm ơn. Và cái này nhắc nhở luôn cả nhiều người, rồi một ngày rồi nhắc lại thì nó là hình màu. Màn hình LED mấy cô chú ở trên đó cho mấy cái màu đen trắng dắt tụi con đi, đẹp tuyệt trần. Bộ đồ vest đẹp luôn, cái gì cũng đẹp hết trơn. Tụi nói câu cuối nữa. Hả? Ai cho rớt giết người đó? Không, không dám. Sao hai người này giết tôi quá à? Thật sự là nước mắt trực trào khi mà con bước xuống tặng cái hoa hồng cho ba của mình. Cảm giác rất là thật, rất là đáng yêu. Một cái sáng tác rất là hay về ba. Thì đây là một trong những cái hơi thở rất là hiện đại. Cũng như cô Việt Hương, cô rất là thích cái cách phối âm của cái bài hát này. Nó rất là cảm xúc, nhưng mà nó đem lại cho mình cái cảm giác rất đáng yêu. Về phần của con thì
nhớ những cái khuyết điểm của mình, đó là những cái nốt thấp, còn nốt cao của con rất sáng, rất đẹp. Cô rất là thích những cái bỏ nhỏ của con, rất là phù hợp với hát live band. Cô chúc mừng con. Dạ, con cảm ơn cô. Con rất là may mắn. Như một người nghệ sĩ chuyên nghiệp thật sự đang trình diễn, và con đã làm được cái điều mà chú cũng ao ước làm cho ba mình lắm mà chú không làm được. Đến bây giờ thì chú đã không còn cơ hội để làm điều đó nữa rồi. Con hãy trân trọng, hãy ghi nhớ cái khoảnh khắc này, cái tình cảm này. Bởi vì chú biết rằng nhiều khi lớn lên cái dòng đời nó đưa đẩy mình, và đôi khi mình quên mất những cái người thật sự yêu thương mình, đó chính là những người gần gũi bên cạnh mình nhất. Cảm ơn con. Xin được cảm ơn ban giám khảo. Con muốn nói gì với ba con ngày hôm nay? Con sẽ cố gắng học tập và theo đuổi đam mê của mình để ba vui. Con rất thương ba. Và đó chính là những điều thật nhất trên sân khấu của chúng tôi, và hy vọng rằng tất cả mọi người sẽ luôn luôn yêu thương và dành tình cảm cho các bạn nhỏ. Và ngày hôm nay một tràng hỗ tay cho Đức Thanh. Cảm ơn con. Mẹ làm sao với mẹ? Không sao đâu. Cứ mỗi lần mà cứ quay vòng tròn ở chỗ đó là cái vai mẹ nó đau à. Thì thôi mẹ ngồi xuống đi. Mà con đã nói với mẹ rồi, mỗi khi mẹ diễn tới cái khúc này là mẹ cứ bị đau hoài à. Hay là hôm nay mẹ đừng có diễn chung với con được không? Sao vậy? Sao không cho mẹ diễn với con? Dạ, chỉ có học sinh diễn thôi. Không, bây giờ không diễn cũng được. Vậy mẹ chở con tới trường, xong mẹ ngồi dưới mẹ cổ vũ cho con. Mẹ mà đi là con rung, con không múa được. Mẹ ngồi khuất cái con đâu có thấy mẹ. Con không thấy mẹ thì con đâu có rung. Thôi, mẹ mà đi con rung, con múa được là con rớt á. Thôi, không cho đi thì không đi ha. Dạ. Cái mặt kìa. Nè, bây giờ á, nghe lời mẹ, mẹ chở con tới trường con thi. Thi xong rồi về, mẹ lại mẹ rước con về. Xong mẹ dắt con đi ăn kem, chịu không? Dạ chịu. Thôi đi đi nhanh nhanh để trễ giờ bây giờ. Mẹ. Hả? Trời ơi, cái gì vậy? Út Mỹ gì hả? Dạ không. Chúng sơn hay sao vậy? Hay là mẹ để con ở đây đi. Để con đi bộ vô trường. Quên nữa, mình đi bộ cho thả lỏng tay chân mình đi múa được. Đúng rồi, đi đi, dạ. đi. Mẹ. Hả? Hay là mẹ đi trước đi, hôm nay là buổi đầu tiên mẹ đi làm mà. Thôi được rồi, bữa nay biết lo cho tôi nữa. Tạ đi nè. Ủa? Chào bạn. Nè mọi người, nghe nói tối nay bạn Hân đi thi văn nghệ mà sao mặc đồ kỳ vậy? Mặc đồ vừa xấu mà vừa cũ nữa chứ. Nè, mình đang nói chuyện với bạn đó nha. Hay là bạn sợ mình nói tới mẹ của bạn? Nè, bạn không được đụng tới mẹ mình nha. Mình thích đó thì sao? Nè mọi người, biết gì không? Mẹ của bạn Hân bị gù. Sao? Mình nói không đúng hả? Mẹ của bạn bị gù. Bạn làm gì vậy? Mình đã nói là bạn không được đụng tới mẹ mình mà. Mình thích nói, mình vẫn thích nói. Mình đã nói bạn đừng có nói nữa mà. Ui. Bạn có sao không? Bạn trời ơi. Con ơi con. Ôi, bị cái gì vậy nè? Sao té vậy con? Đứng lên con. Sao vậy nè? Ủa, thì ra là chị đó hả? Dạ, chào chị. Chị à, sao chị để con, chị đánh con tôi vậy? Nhiều khi chị hiểu lầm đó, con nít mà nó giỡn với nhau rồi đụng tay đụng chân rồi nó lỡ té đó chị. Con chị nó rất là vô lễ, mà sẵn đây tôi nói cho chị biết, tôi là hội trưởng hội phụ huynh. Con chị cứ vô lễ như vậy hoài thì có thể nó sẽ bị đuổi học đó chị. Chị, Hân đứng nghe nè. Con qua con xin lỗi bạn đi. Con có qua xin lỗi bạn đâu. Qua xin lỗi con bạn. Con có qua xin lỗi em đâu. Con đâu có làm gì sai đâu. Sinh con ra mà không dạy được con cũng là một thất bại của người mẹ đó chị. Thôi em thay mặt Hân xin lỗi cháu nữa. Còn chị nữa.
Hình như tôi nhớ bữa nay là ngày đầu tiên chị đi làm giúp việc cho nhà tôi đúng không? Dạ dạ đúng rồi chị. Thôi từ bây giờ chị khỏi đến nữa nha. À, chị đi ơi, con. Mình hiểu lầm á, có gì mình từ từ mình nói. Thôi chị, được rồi. Cái gì mình nói chuyện với nhau. Tôi không muốn nhận gì nữa. Ấy da, ấy da. Cô làm cái gì vậy hả? Chị, con nghe em dạy. Về dạy lại con chị đi. Ai cho con cắn người ta vậy hả? Ai biểu người ta coi thường mẹ chơi? Con đã nói với mẹ rồi, cái gì mẹ cũng nhường hết á. Mẹ không làm được chỗ này thì mẹ làm chỗ khác. Mẹ cứ để ta coi thường mẹ hoài à. Đứng lại. Ai cho con nói gì với mẹ? Ai dạy con hổn như vậy hả? Con không cho mẹ diễn chung với con, mẹ cũng chiều con. Con không cho mẹ tới trường cổ vũ văn nghệ con, mẹ cũng làm theo ý con rồi. Bây giờ tới cái chuyện mà hằng ngày đưa con đi học, con cũng không cho mẹ đưa con tới trường nữa. Tại con sợ bạn bè con nhìn thấy mẹ rồi cười con đúng không? Con xấu hổ vì con nghe mẹ như mẹ lắm đúng không mà? Mẹ ơi, mẹ hiểu lầm con rồi. Không phải là con sợ người ta cười con, mà con sợ người ta khinh thường mẹ làm cho mẹ buồn. Nhưng mà con không có muốn thấy mẹ buồn. Trời ơi con tôi. Mẹ thương con như vậy làm sao mà con xấu hổ được. Con xin lỗi mẹ. Lỗi con ơi. Thôi nè, nín giấc nào mất khóc nữa nè. Đi văn nghệ trễ giờ rồi. Xe tôi đâu rồi? Đưa con tôi đi thi văn nghệ. Chức làm diễn viên, giọng nói con rất là tốt. Con diễn con biết tiết chế, con biết cách là con phải làm cái gì. Nhưng mà cái bài dựng này cho con, cái vở này cho con hơi bị nặng. Con diễn xuất nó vô cùng là tự nhiên ha. Con chưa có qua trường lớp, nhưng mà cũng nhờ như vậy là tụi con có được cái sự tự nhiên. Cộng với cái bản thân của con là một em bé rất là nhạy bén với nghệ thuật, cho nên con mới có được những điều đó. Cô rất là thích cái phần trình diễn của con. Cảm ơn con. Con diễn giống như hơi thở của con, như tiếng nói của con. Tất cả mọi cái nó nhẹ nhàng, nó toát ra. Và chính vì thế làm cho cái phần trình diễn của con nó trở nên nó nhẹ nhàng, nó dễ chịu lắm. Con đã làm rất tốt trong cái vai diễn khó này. Cảm ơn chú. Xin cảm ơn ban giám khảo. Vị vừa phải nêm chút, cái nó hơi bị đậm, nó hơi đậm lại chút nó cũng không được ha.
đối với cô Hương thì chọn cái bài hát này hơi nặng đối với con quá. Có nghĩa là cái quảng cao nó quá nhiều, giống như cho lâu lâu kêu lên một cái nghe nó đã. Còn đây nó liên tục hai ba câu nằm ở trên. Có nghĩa là chọn cái bài nào mà tắp rồi đã thì mình mới thấy nó có cái điểm nhấn. Cảm ơn cô Việt Hương. Con có một cái chất giọng rất là mềm mượt, và cái giọng ốc của con cũng khá là sáng. Nhưng mà tập giọng chuyển kỹ hơn nữa, rồi tập cái cục hơi lòng đau. Dù đi bốn biển năm châu xa quê rồi mới hiểu lòng đau. Ai có đi xa nơi chốn nhau cánh rung mới tâm tia rồi nhớ nhung và viết trong lòng. Hương vị bốn nước lèo đặc sản quê em, bánh bia dùng thơm ngọt lòng trao. Của lữ khách phương xa. Một tràng hót tay cho Trung Hậu. Wow, tiết mục rất là hoành tráng đúng không ạ? Chú thấy có một đoạn rất là vui, đó chính là con hát xuống xề cái con giật cái mình. Cái trời, chú ngồi dưới chú cũng muốn té ghế luôn. Quá trời đi, 12 người, thường vũ công là chỉ 8 người thôi. Dạ. Tại vì sân khấu này mà đây chơi 12 người lại lấy dân số đè luôn. Đã vậy chương trình còn đàm đầy đủ hết cừ cỏ ha, ra tới lúc mà gặt được lúa những chỗ nào nhỏ con tôi nó hát nó bị đơ đứng chỗ cái là cái vàng bọc bọc nhỏ liền. Tại vì biết ông xảo thuật của huấn luyện viên quá dữ dội, ông thấy chỗ nào không được ông đẩy vô, ông xào, ông trẻ, ông đưa người đưa gái đẹp qua, tôi lo tôi ngắm gái đẹp tôi quên hết trơn, nó xuống chữ bờ một cái tôi lội qua bờ luôn rồi. Nhưng mà tại vì con hát hay con ơi, con cái cố chất của con, cái giọng con hay, nó nít mà hát phải chật chứ đâu hát trúng bài của Trang, lâu lâu phải chật mà. Dạ. Nhưng mà tôi khoái bởi vì á, con hát xuống chữ bờ mà con thấy con chưa vô được tới bờ, con giật mình, cái duyên lắm. Cảm ơn cô Diệu Hương. Còn cô Đăng Trang thì sao ạ? Con có một cái chất giọng rất là đặc biệt, rất là tự nhiên. Và do cái giọng của con nó quá vang, quá sáng, cho nên khi con hát con cảm giác nó bị cao hơn cái bình thường. Và cô mong là con phải tự biết mình đã có được cái giọng hát hay rồi thì mình phải kiểm soát chặt chẽ từng cái nốt nhạc của mình khi mình hát nha con, nhất là mình hát cải lương nữa đúng không? Cảm ơn bà giám khảo. Còn thầy Quốc Đại nè, cô Phạm Lịch nè, có chia sẻ cảm xúc như nào mà đã lên tới đây rồi mình thầy thì không thể nói là tại bị cái này cái kia, nhưng mà xin phép là chia sẻ thêm. Bởi vì ca cổ thì khi mà hát giọng cổ thì con chỉ có một, có thể hát một cái dây đó thôi, cái tâm đô thứ thôi, là cái dây đó là tâm đô thứ của giọng cổ. Mà cái bài khi mà một cái bài tân nhạc là Sắp Sờ Bay Sóc Trăng thì khi mà con hát chính thì nó không phải là cái tâm đô thăng thứ. Nên khi mà cái chuyển từ một tân nhạc qua vô câu giọng cổ, có lẽ là con chưa quen, thầy Đại đưa ra một cái bài hơi khó chịu với con.
Đây là một cái rút kinh nghiệm của thầy nữa. Và đặc biệt là dòng này thì Hậu chỉ có một ngày một để tập được với Quốc Đại. Tại vì cái lịch thi đang là cái lịch kiểm tra học kỳ của con ở trường. Nên hôm nay con đã làm như vậy thì thầy cảm ơn con rất nhiều, là con đã nỗ lực rất nhiều. Dù có đi tiếp hay không, con hãy tự tin đi, bởi vì ban giám khảo rất thích giọng hát của con. Cảm ơn thầy Đại. Rồi, tự tin lên, chờ kết quả. Một tràng pháo tay nữa cho Trung Hậu. Cùng anh mong lòng huynh thương
mùi. Sài lang trong lòng anh dâng lửa thiêng, muốn cùng em phất cao ngọn cờ. Những tấm lòng em cao lớn tựa mây trời, chung tay ta chỉ chắc thu xóa tan hết áng mây mù sấm lăng. Ngày mai sông dày đất bằng núi nưa lưu sự lập bàn hương án. Sông pha hỡi bao quân nghĩa binh, yeah! Lời ta thề có cao xanh, đánh quân tham tàn xâm lăng,
Một ràng hoa tay thật lớn cho Phương Nhi và Quốc Đại. Con ơi, con thì nhỏ tuổi quá, mà con cho cô tin đây là bà Triệu Thị Trinh luôn. Và có nhiều lúc á, cô sợ hết da gà. Cô rất là tin là con là Triệu Thị Trinh. Đặc biệt á, là anh Đại, anh có cái giọng hát hay quá. Và khi mà hai thầy trò hát lên, nó trời ơi, đã dễ sợ. Và khi mà mình làm diễn viên thì cô Việt Hương có nói là đêm nay chấm cái thần ha. Con có cái thần thái của một cái người nghệ sĩ để đi ra biểu diễn. Và cô tin chắc là bà tướng này ra trận sẽ thắng. Tại sao một tiết mục làm cho trái tim cô cảm thấy rất là lay động? Bởi vì mình nhìn thấy được sự làm việc quá nghiêm túc của cả thầy Quốc Đại và của cả con bé Phương Nhi, của cả một tập thể, cả một ekip rất là lớn bên cạnh thầy Quốc Đại đã làm cho con. Bản thân bé Nhi là cô đã đánh giá con rất cao từ những ngày đầu, và cô rất yêu giọng hát của con, một giọng hát đa màu sắc. Và ngày hôm nay con thực sự là tỏa sáng, bởi vì con rất là đẹp. Đẹp trong ánh mắt, đẹp trong giọng nói của con, đẹp trong cách diễn xuất. Và một lần nữa cô xin được đứng lên để chúc mừng cho thầy Quốc Đại và bé Nhi trong đêm chung kết ngày hôm nay. Chú dòm xuống dưới cái bảng này của chú thấy để là dàn dựng là cô Bình Tinh phải không con? Trời, hợp lý luôn. Chú Quốc Đại đã mời được cô Bình Tinh quay trở lại cùng với chương trình để mà dàn dựng cho con một cái tiết mục đúng là cái sở trường của cô Bình Tinh luôn. Đóng cái vai Triệu Thị Trinh không đơn giản. Đây là lần đầu tiên chú Nghĩa coi trong một cuộc thi dành cho các con mà lấy nhân vật Triệu Thị Trinh ra. Quá hay đi con ơi. Những vòng trước thì chúng ta chỉ thấy bé Phương Nhi là hát là nhiều, hoặc là có một tuần con cũng làm cái ca cảnh mà Hồ Quảng đó, thì lúc đó vũ đạo không có nhiều. Nhưng mà qua tới cái tuần này đêm chung kết, con làm chú Nghĩa rất bất ngờ bởi cái vũ đạo chắc đẹp và khỏe lắm của con. Phải nói rằng là cô Bình Tinh cũng như thầy của con đã trau chuốt cho con từng đường nét một để con diễn ra được cái thần thái của nhân vật Triệu Thị Trinh. Giọng hát là không có bàn đến, là bởi vì giọng hát con đã hay từ đầu chương trình tới bây giờ rồi. Cảm ơn con, cảm ơn thầy Quốc Đại, cảm ơn cô Bình Tinh đã mang đến một tiết mục tuyệt vời cho đêm chung kết này. Mình thường nghĩ rằng là nghệ sĩ Bình Tinh của chúng ta hồi nãy giờ mọi người đang nhắc tới và cảm ơn rất là nhiều. Và cô ấy đang đứng len lén ở đằng sau cánh gà thôi. Một tràng hô tay cho nghệ sĩ Bình Tinh lên sân khấu được không ạ? Dạ bận lắm á, mà nói hôm nay mấy giờ con thi vậy anh? Em phải chạy lên coi em mới yên tâm. Xin mời Bình Tinh. Không biết là cảm giác của Bình Tinh như thế nào khi đứng ở phía dưới và xem hết tất cả những sự nỗ lực và cố gắng của hai thầy trò. Xin mời Bình Tinh. Thật sự bây giờ thì không biết nói gì hết. Khi mà nhìn thấy bé Nhi đã làm được tất cả những cái gì mà cô Bình Tinh truyền đạt, từ lời nói, từ tư tưởng cho tới tất cả những bộ tịch vũ đạo mà Bình Tinh nghĩ là trong một khoảng thời gian ngắn có thể là Nhi sẽ không tiếp thu được. Nhưng một cô bé rất là nghị lực và rất là giỏi. Và xin cảm ơn thầy Đại đã cho Bình Tinh có duyên và gặp được một cô bé rất là đáng yêu này ạ. Cảm ơn Bình Tinh rất là nhiều. Và mình sự tin chắc rằng không chỉ riêng nghệ sĩ Bình Tinh đâu, còn rất là nhiều nghệ sĩ đến từ hai lớp học ngày hôm nay đã hỗ trợ rất đắc lực cho tất cả các bạn tài năng nhỏ của chúng ta. Và ngày hôm nay một tràng hô tay chúc mừng cho tiết mục vừa rồi của Phương Nhi đến từ lớp học của thầy Quốc Đại. Xin được cảm ơn các nghệ sĩ.
Chiều ở nơi đây, chiều không thấy khói. Xuân sang không mai thắm sao hồng. Sao con vẫn thấy lòng rẫy rứt nhớ quê nhà bếp lửa chiều xuân. Nhà ở nơi đây không có ngõ sâu, biết chừng quê mẹ ở nơi đâu. Từng chiều xuân đến mây trầm hương, mỗi hương lòng còn một nỗi sầu. Xuân sang mẹ vẫn còn chờ mãi, mắt lệ hoen mờ nỗi nhớ mong. Ngọn đèn trai nhỏ dầu sắp cạn, con không về kịp để chấm dâu. Con đâu dám hẹn như người hẹn, bên mỗi xuân về mỗi xót xa. Rồi mãi câu đồ dây trầu tàn, lẻ rồi như bóng nắng qua. Mẹ ơi xuân đến thêm lần nữa, con vẫn chưa về mẹ nhớ mong. Con mơ một ngày về bên mẹ, để vui bên bếp lửa giao. Của con là Candy Ngọc Hà, năm nay con 5 tuổi, con đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay con rất vui khi được mặc áo bà ba, mang dép râu và đeo khăn rằn. Mọi người biết con hát bài gì không ạ? Không. Con
hát bài bài ca Người Nữ Tự Vệ Sài Gòn, sáng tác nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn. Xin mời mọi người cùng thưởng thức. Con ơi, con cưng quá con ơi. Cô yêu con. Con ở đâu con xuất hiện vậy? Khoan, đúng em đó. Trời ơi, đừng lên đây làm gì nữa. Rồi, con ơi, đây là chú Quốc Đại nha. Đây là cô Tú My nha. Con ơi, cô May nè, hồi nãy là chú. Cô đi chậm hơn chú thôi, chứ không phải là cô muốn chậm hơn chú đâu. Trời ơi, cô yêu con quá. Chưa, bây giờ là chưa được đụng vô hiện vật. Con qua đây con, chú Minh Xù sẽ bảo vệ con. Bây giờ nè, để cho con gái em tâm sự chút xíu nhẹ. Nãy giờ con hát cái bài này, con hát xong rồi, con thấy như thế nào? Dạ vui. Vui, đúng không? Mọi người thấy hay không à? À. Thật sự hồi nãy khi mà con bước ra, cái con giới thiệu tên con là thầy Quốc Đại là thấy chịu quá rồi. Rồi xong rồi con giới thiệu cái bài bài ca Người Nữ Tự Vệ Sài Gòn. Thầy Đại định nói, thôi thôi con khỏi hát đi, con về đòi thầy Đại, đội của thầy Đại luôn đi. Giờ bà, nữ tự vệ Sài Gòn này mà bước ra cái là đối thủ là té rạp, không ai nỡ mà làm tổn thương cái người nữ tự vệ này, đúng không quý vị? Đúng rồi. Mà hát lên câu đầu là thôi, là thầy đã thấy con nè, hát rất rõ chữ nè, cột hơi cũng khá vững nè,
Con về đội thầy nha con. Con biết sao con bấm trễ hơn chú Đại không? Tại vì là cô say sưa nghe con hát vậy đó, mà cô quên bấm con luôn. Đến lúc mà chú Đại thấy đèn chú Đại sáng, cô nói chết rồi, chưa bấm bé. May là con còn hát. Cô bấm thì cô thấy ở con á, giọng con rất là khỏe nè, đặc biệt là cái nhịp rất chắc. Bởi vì theo cô thấy trong cái bài bản phối của con á, trong cái bài này thì nó có những cái câu chuyển rất là nhanh, mà con trụ được cái nhịp, cái cao độ con vẫn giữ chắc được. Nên là con rất là tiềm năng con ơi, con phải về đội của cô thôi. Rồi, cái sự chiêu dụ đó đây đã hết. Con đội về đội với thầy đi. Biết sao không, thầy là fan hâm mộ của con. Hồi nãy giới thiệu tên là thấy quen quen rồi. Nói y, hình như là Á hậu của Miss Baby Việt Nam. Đúng không con? Dạ đúng. Fan hâm mộ của con, bây giờ con phải về với thầy Đại được. Cái bài đó xưa lắm rồi con ơi. Con thích công chúa Elsa không? Dạ thích. Đó, con có thấy cô giống công chúa Elsa không? Đó. Con gái, qua đây với chú Minh Sù trước, qua đây bình tĩnh con. Con yên tâm đi con vô đội thầy Đại thì con đi quay con cũng con gặp công chúa Elsa à. Cô á, cô sẽ cho con thành một công chúa Elsa xinh đẹp. À, đó, con thấy chưa, lên sân khấu bên đây là cô Phạm Lịch nè. Bên đây cô Huỳnh Mến nè. Cô là người làm chứng hồi nãy á, là khi mà con vừa bước ra sân khấu á, chú Đại hào hứng vô cùng luôn. Con nhớ đoạn nãy con nói con bắn không? Con làm lại cái đoạn đó coi. Con nhớ đoạn đó không? Con nói là con bắn đúng không? Con chỉ có bắn trúng cô với chú Đại thôi, còn hai người kia không bắn trúng. Thì đúng rồi. Phải bắn chú Đại với cô Lịch xỉu đi để về đội cô Mến với sao. Mình bắn đó là bắn tim đúng không con? Mình thương mất gì mình bắn đúng không con? Không, bắn đó là mình bắn tim. Bây giờ cô hỏi con xíu được không? Dạ được. Con có thích nhảy múa không? Dạ thích. Ngoài hát cái thể loại này ra con có thể hát được cái nhạc nhảy không? Con biết nè cô con biết nhảy, nè. Nhảy cô cũng biết nhảy con biết đúng nè. Đúng không? Cô biết là con biết mà. Mấy bạn này biết kể bạn nó đi. Nói nghe nè, nếu mà con mà về đội của cô Mến với cô My nha, cô My sẽ huấn luyện cho con nè thành một cô gái xinh đẹp hơn. Giống như bây giờ con đã xinh đẹp xinh đúng không? Sẵn rồi. Đó, đây chị rồi. Đang nói. Bây giờ con xinh sẵn rồi đúng không? Cộng thêm nét đẹp của cô My nè, cộng với là cô Mến sẽ huấn luyện cho con nhảy nhiều hơn nữa. Xong rồi con sẽ vừa hát vừa nhảy luôn, chịu không? Nè bây giờ bình tĩnh nè, để cho con nói cái nè. Thời gian chiêu dụ đã hết. Dạ. Xin mời hai lớp chúng ta về chỗ. Không được nói nữa hả? Dạ hết rồi. Bây giờ mình về chỗ để cho con gái em chọn nè. Đó, trước khi về là về với đội fan hâm mộ đó. Còn dụ nữa, lên đây dụ dỗ mà không có quà gì cho con hết đúng không? Thấy có quà đâu, con thích quà không? Dạ thích. Đó, thích quà nữa. Hy vọng rằng là cái món quà lớn nhất á, là khi mà con chọn được đội nào, con về với đội đó là con sẽ được học hỏi thêm, con được dạy dỗ thêm, con được hát hay hơn và nhảy đẹp hơn, chịu không? Rồi, nãy giờ lắng nghe sự chia sẻ và góp ý cũng như là chiêu dụ đến từ các thầy cô của mình. Hai lớp, con phải chọn một lớp thôi. Con nghĩ là con sẽ chọn lớp nào? Dạ, cả bốn thầy cô ai con cũng thích hết. Nhưng mà tiếc quá, con chỉ chọn về được một đại thôi. Thì con sẽ về đại của... của thầy Quốc Đại và cô Phạm Lê. Thầy Quốc Đại và cô Phạm Lê. Thầy Quốc Đại và cô Phạm Lê. Xin mời con. Ok. Quá là dễ thương. Hôm nay là một ngày buồn. Thí sinh tiếp theo sẽ là một cô bé vô cùng đáng yêu và có chất giọng ngọt ngào. Con xin chào các thầy cô và quý vị khán giả. Con tên là Phạm Hoàng Phương Nhi, năm nay con 11 tuổi và con đến từ huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Sau đây con xin trình bày ca khúc Mẹ Thương. Xin mời các thầy cô và quý vị khán giả cùng lắng nghe.
Và đó chính là Phương Nhi. Con mới cất lên câu đầu tiên là cô rất là thích rồi. Bởi vì con sở hữu một chất giọng rất là khỏe, bắt mít và dày nữa. Độ vang rất là tốt. Cái biểu cảm trên gương mặt cũng như là giọng hát của con rất là tốt. Tuy nhiên rằng con vẫn có một số cái hạn chế nhỏ. Từ cái vấn đề là rung những cái chữ á, con còn thiếu cái đó. Thì nếu mà con về đội của cô thì cô sẽ giúp cho con cải thiện và càng ngày càng điêu luyện hơn về cái kỹ năng đó. Cảm ơn cô. Nhi ơi, không phải là bấm trước là được là ưu tiên đâu con. Con phải nhớ là khi mà con bước ra là con mặc cái bộ áo dài là chú ngay là cái này là thế nào cũng hát mang âm hưởng dân ca rồi. Âm hưởng dân ca là phải về đội của thầy Đại. Mà tại sao thầy Đại bấm trễ? Con bước ra con giới thiệu con 11 tuổi thì thầy phải nghe con kỹ hơn các bạn khác. Bởi vì mình lớn hơn mà thì mình phải bị soi nhiều hơn. Anh hả? Em không hát dân ca hả? Sao mà hát dân ca là về đội em thì trữ tình nhiều hơn, còn anh dân ca nhiều hơn đó. Em mới hát trữ tình vậy phải không quý vị? Không thì em trữ tình là nhiều nhưng mà mọi người là em là ngọc nữ bolero, còn anh là bên nhưng là mà... dân ca vậy bây đó. Giờ nói có sách mắt có chứng Tố My hát một câu dân ca nè đến làm lại thầy Quốc Đại các bạn nè. Con mở đỏ đúng không? Cô sẽ đúng hát rồi. Một đoạn trong bài Phải Lòng Con Gái Bánh Tre nha. Bầu sang phà rạch miêu qua lẻo đẻo theo sao đôi bóng trăng trên đầu hương như áo cô dâu. Áo bầu đỏ cánh kiên và bầu vàng phù sa mặc đó, người ơi, xanh nước biển. Con đang mặc áo đỏ. Con phải về với cô nha. Đó, áo màu xanh nước biển rồi kìa con. Đỏ với xanh nước biển con ơi. Mà đặc biệt cô mến bật mí nè. Cô Tố My có quà cho con á. Đúng đó. Rồi. Nào My hãy tặng quà cho đây con. Đây con, nguyên một con luôn. Lúc nãy là cô đã mua đội chú Quốc Đại rồi. Nên bây giờ cô quyết phải lấy lại thôi. Khoan từ từ bình tĩnh bình tĩnh. Xin mời cô Phạm Lịch. Khi mà con bước ra sân khấu ấy, sau khi phần giới thiệu con xong ấy, nhạc nói lên một cái là cô phải quay qua nói chú Đại là trời sao chuyên nghiệp quá vậy. Chuyên nghiệp quá vậy. Quá chuyên nghiệp luôn. Gọi là những cái sai sót ở trong một cái tiết mục của mình là đôi khi nó sẽ vẫn xảy ra. 9 trên 10 là mình không tính rồi, nhưng mà cái này là cô thực sự là rất là phục con. Con cứ lấy quà đi con, lấy đi rồi về đội của cô. Con ơi. Đây. Con hồi nãy cô mến có nói là bây giờ con có về đội thầy thì quà cũng sẽ được tặng. Đó. Thì đúng rồi, bây đâu. Giờ nói chung là tặng quà là sẽ tặng quà đó. Dạ. Vâng. Dạ. Phù hợp với con đúng dạ, không? Dạ, thầy Đại với lại cô Phạm Lịch là cảm ơn cô My với lại cô Quỳnh Mến đã lên tặng quà cho con rồi cho con về đội của thầy. Trời ơi, mức đó mà họ vẫn mình lên đón luôn. Đứng đây đi, cô Mến với lại cô Mến với cô My là bây giờ con có rất là nhiều quà. Trời ơi. Không biết là con thích quà gì vậy? Nè. Con muốn cái nào? Con có thích ăn bánh bao không? Trời ơi. Giờ chẳng lẽ tôi lên nữa trời. Bánh bao dễ thương. Hai cô. Đây. Hai cô. Đây, con có thích cái hai chú. Hai cô. Tặng quà xong để không? Con quyết định đi. Lâu lâu mới có cơ hội con ơi. Lấy đại đi. Sao mà lên tình cảm lâu quá vậy? Ủa sao lên đây rồi? Rồi có thôi, gì đừng, cũng lên. Đừng, người ta có tâm lên chứ. Con tôi nữa rồi. Trời ơi, tóc con thơm quá. Trời ơi. Tình là đừng nói nữa. Đừng nói nữa. Để cho con bình tĩnh. Rồi con, xin mời con. Con có thích không? Lấy đi con. Con lấy hết cũng được. Vậy là con hơi nhận hết luôn cũng được. Con cấm tôi nói mà cho ông Bảnh nói vậy. Thôi đi nè. Giờ hai bên luôn bây giờ mình. Chứ nó không có giá trị nó. Bây giờ mình không nói luôn. Không bây giờ con nói khó dụ quá. Rồi, bình tĩnh. Rồi con. Con chọn quà đi, con thích quà không? Hay là con nói là con không thích quà luôn. Con về với đội nào con nắm tay đội đó con về luôn nè. Dạ con về với đội nào con nắm tay đội đó. Cô hồi hộp lấy con ơi. Cứ lấy đi, tay con cứ thoải mái thôi. Ê cô mến nha, rõ ràng thầy cô mến tay thầy nó. Cô mến đưa quà đây. Thôi bây giờ cho em chọn đi. Dạ là cả hai đội con đều yêu thích nhưng mà con chỉ chọn được một đội thôi. Nhưng con xin chọn đội dạ đội của thầy Quốc Đại và cô Phạm Lịch ạ. Con
Vậy là vừa mất quà rồi vừa mất luôn thí sinh. Anh Phai Thanh Kiều nó tiếp rồi. Ôm cái đi lấy hên đi, ôm cái lấy hên đi về. Hèn chi con nó không dám nhận quà thôi, nhưng mà đã nói rồi con cứ nhận đúng không? Cô cũng tặng cho con hết nha, con cố gắng nha. Trời ơi, tôi tiếc dễ luôn. Thương, một tràng vỗ tay cho em nhỏ đó. Rồi, dạ, chúc mừng Phương Nhi đã về với đội thầy Phước Đại và cô Phạm Lịch với các tài năng nhí tiếp theo nhé. Dạ, con xin chào quý thầy cô và các khán giả. Con tên Trọng Phạm Mai Anh, năm nay con 10 tuổi, con đến từ thành phố Long Xuyên. Hôm nay con hát bài Anh Bảy Nhớ Mẹ của nhạc sĩ, ca sĩ Đình Văn. Xin quý thầy cô và các khán giả cùng thưởng thức ạ.
anh trong lòng. Nãy bóng mẹ và con đâu, anh bấy ngồi nước mắt chưa trăng, lòng bồi hồi nhớ quê gia chiến, nhớ lời mẹ ru giờ đã xa rồi, lòng bồi hồi nhớ quê gia chiến, nhớ lời mẹ ru giờ đã xa. Một tràng hát tay cho Mai Anh. Tôi có nghe trong giọng hát của con thì có run không hề nhẹ. Bạn phối của con á, phải chi mà nâng lên một tông nữa cho nó sáng giọng con, thì sẽ những cái nốt thấp con sẽ không bị mờ. Và khi mà mình run á, mình xử lý nốt thấp rất là khó. Đã vậy bản phối còn thấp nữa thì lại là một cái điều không có tốt cho con. Tuy nhiên rằng trong lòng cô đã chấm con được 8 điểm rồi, bởi vì là cái ngân này, cái luyến của con rất là tốt, vẫn còn một số hạn chế về cái âm vực thôi. Thử cái này thử nha, bây giờ cô My lên đó, cô My kiểu cho bé nó hát lại coi chị thấy coi nó có khác gì không nè. Bài một bài nào quen hơn? Dạ bài Giọng Cổ Buồn. Rồi, okay. Cô kiểu trước cho con nha. Đêm dài nghe tiếng giọng cổ buồn, nước nở dần trắng khuya cung đàn buông tiếng khóc, tiếng gõ nhịp sông loang ai quán khúc tơ lòng, như tiếng lòng chim quyên đang đón gió thu về. Anh giờ xa xứ bỏ quê nhà, bỏ lại dân trắng khuya cung đàn buông tiếng khóc, nức nở dân trắng non hai đứa vẫn hẹn hò. Cô mến ơi, cô hãy bấm nút xanh liền. Chúc mừng con ngày hôm nay, thật sự là chú thấy là con hơi hồi hộp, có hơi đúng run rồi, một tí. Đó, có cô My ở đây rồi chắc chắn là con sẽ yên tâm hơn với những cái tiết mục về sau của con. Khi mà con hát bài này á, với tạo dài màu này, rồi con có biết không, đằng sau sân khấu của con á, cái đèn LED á chiếu lên cái ôi sao mà nó đẹp dữ lắm con ơi. Thầy Đại thích một cái chỗ là con hát là phải chỉ có thằng bay về. Ban đầu á con ra này, thì con bỏ nhỏ cô vẫn chưa có bị thuyết phục lắm. Tuy nhiên rằng đến cái câu mà phải chỉ có thằng bảy, đúng rồi, lên được chữ có đó, cái đó mới quý đó, đã không phải dễ ai cũng hát được cái chữ có đó, đúng không? Nghe thương, nghe sợ thương ha. Đúng rồi, rất là nói chung là con có cái tình cảm ở trong đó, và ngày hôm nay con đã thuyết phục được một lớp học của mình rồi, và chúc cho con sẽ được rèn luyện nhiều hơn và con sẽ tự tin hơn ở tiết mục tiếp theo nha. Chúc mừng cho con về với đội của cô Huỳnh Mến và cô Tommy. Kết thúc những phần biểu diễn rất